Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1956, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Văn Nhơn còn sử dụng trang Facebook cá nhân có tên Cao Tuổi Bản Tin để đăng tải các video, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung cắt ghép, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương. Tại tỉnh Bình Phước, Nguyễn Anh Tú, chú ở thị xã Phước Long, là quản lý trạm bảo hành thiết bị điện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Linh, gọi tắt là công ty Linh, vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản. Do nợ nần vay lãi nặng nên Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty Linh. Lợi dụng việc được giao quyền truy cập hệ thống giao dịch với công ty cung ứng hàng, Linh đã đặt tăng số lượng linh kiện điện thoại, rồi đem số lượng chênh lệch đi bán để lấy tiền trả nợ. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, Tú đã chiếm đoạt hơn 4.400 linh kiện điện thoại, trị giá hơn 5 tỷ đồng, đem bán cho nhiều người để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, từ lâu, ma túy là một trong những nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội, tội phạm, gây mất an ninh trật tự. Hệ lụy của ma túy đã đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình. Con mất cha, vợ mất chồng, bản làng tiêu điều sơ xác, có những nỗi đau trượt dài theo thời gian. Đó là tuổi thơ đầy ám ảnh của không ít đứa trẻ. Câu chuyện ngay sau đây về những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình ma túy tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Có thể không phải là câu chuyện mới, nhưng nó chưa bao giờ hết tính thời sự, bởi ở mọi ngóc ngách của xã hội, ma túy luôn rình rập. Trong ngôi nhà này đã từng tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc của gia đình các em Thảo A Cường, Thảo A Sình, Thảo A Quốc, Thảo Thị Mang và Thảo Duy Mạnh. Thế nhưng giờ đây chỉ có sự im lặng và nỗi đau trượt dài. Năm 2020, mẹ của các em bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị kết án 20 năm tù giam. Nỗi đau không dừng lại ở đó. Năm 2022, bố các em cũng bị bắt khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh án 15 năm tù. Các em phải sống nương tựa vào bà nội năm nay đã hơn 60 tuổi. Con rất buồn vì bố mẹ hút ma túy thì chú ba đi hết rồi, thì mình đi học về thì mình phải lên trên rừng lấy củi về để đưa nó cần và phải đi lấy rau lợn cho lợn ăn. Còn em Giàng Thị Ly, năm nay mới 3 tuổi nhưng đã không có bố và mẹ bên cạnh chăm sóc. Khi bố của em rơi vào con đường nghiện ngập và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, chưa xác định ngày về, còn mẹ của em cũng bỏ nhà ra đi. Không bố, không mẹ, em phải sống dựa vào một người thân duy nhất, đó là bà nội già yếu. Cơm ăn bữa no, bữa đói, sống lay lắt qua ngày. Cháu còn nhỏ mà đã không có bố mẹ chăm sóc, thiệt thòi lắm. Ở với bà tuổi cao sức yếu cũng không lo được cho cháu ăn uống no đủ. Cơm không đủ ăn, quần áo cũng không có mặc. Thương cháu lắm nhưng không biết làm thế nào được. Không biết sau này có đủ sức nuôi cháu lớn khôn không nữa. Buồn lắm. Những đứa trẻ sống lay lắt như anh em Thảo A Cường hay em Giàng Thị Ly ở huyện vùng cao Mù Cang Chải không hiếm. Chỉ tính riêng ở xã La Pán Tẩn đã có hơn 30 trẻ có cha mẹ bị bắt và lĩnh án tù vì liên quan đến ma túy, khiến các em phải sống với người thân hay tự sống một mình. Cháu này rất là khó khăn. Đấy thì rất dễ bị lôi kéo bởi các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đấy thì đối với các cháu này thì trên địa bàn chúng tôi thì cũng vận động các ban ngành đoàn thể, bây giờ là các thôn bạn ấy thì cũng rất là quan tâm đối với các cháu, nhất là vận động các cháu đến trường học đầy đủ, không cho các cháu
bỏ học. Khung hình phạt đối với tội phạm về ma túy là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trước siêu lợi nhuận của ma túy đem lại, nhiều người đã bất chấp tất cả để tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn thì buôn ma túy là giấc mơ đổi đời, các bản án đều đã khép lại. Nhưng phía sau các bản án đó là nỗi ám ảnh, sự mất mát khôn cùng khi nhiều gia đình phải ly tán, lâm vào cảnh tan cửa, nát nhà. Đấu tranh triệt phá các điểm nghi vấn liên quan đến ma túy, đồng thời là vô hiệu hóa các điểm nghi vấn hoặc là các điểm mà có phức tạp về ma túy, đấu tranh bắt giữ những cái đối tượng mà từ ma túy mà gây ra những cái phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hoạt động của tội phạm với ma túy ngày càng tinh vi và phức tạp. Do vậy, để đẩy lùi ma túy và người dân không phải chịu những hệ lụy từ ma túy, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, cùng chung tay từng bước đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống cộng đồng. Sau thời gian mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp tục tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một số thành viên trong nhóm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 9 đối tượng liên quan đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam. Công an quận Hải Châu đã khởi tố và bắt để tạm giam 5 bị can từ 17 đến 20 tuổi, gồm Nguyễn Sơn, Võ Như Vĩ, Võ Viết Trần Đăng Khoa, Trang Viết Chiến và Lê Nhật Hoàng. Do đều là các đối tượng ngoại tỉnh nên công tác điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, công an quận đã củng cố đầy đủ hồ sơ chứng cứ và bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ điều tra. Trước đó, ngày 26 tháng 7, công an quận đã làm rõ khởi tố 10 đối tượng, trong đó tiến hành bắt bị can để tạm giam 8 đối tượng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 đối tượng về hành vi bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Trong đó, 3 đối tượng bị phạt với số tiền là 45 triệu đồng, 8 đối tượng bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 2 đối tượng còn lại bị phạt số tiền là 22,5 triệu đồng. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đều có liên quan trong vụ án Thái Nhật Phương, trú tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, cùng đồng bọn mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào năm 2023. Trong vụ án này, các đối tượng đã kêu gọi thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Mỗi tài khoản thu mua từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng, sau đó bán lại cho đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Mỹ Nhiên, trú ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Khoảng đầu tháng 5 năm 2024, Phạm Mỹ Nhiên đã giới thiệu 5 người cho người bạn ở Kiên Giang bố trí sắp xếp đưa sang Campuchia lao động bằng đường tiểu ngạch với mức lương khoảng 20 triệu đồng một tháng. Sau đó, một trong số những người trên gọi điện về cầu cứu gia đình để gửi tiền chuộc người về. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố Phạm Mỹ Nhiên về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Nhưng do Nhiên đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Và vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Sáu tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm mua bán người trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, đa dạng hơn. Tại tỉnh Bắc Cạn, thời gian vừa qua, thì các đối tượng có xu hướng chuyển cách tiếp cận ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua không gian mạng. Và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã xảy ra 5 vụ, 11 đối tượng mua bán người để cưỡng bức lao động. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh đó, tình trạng xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động, Trung Quốc, Campuchia vẫn xảy ra,
tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người. Để tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm này, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an các địa phương triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, diễn biến và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan như tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm. Là do bia, do rượu, do khách hát, đúng không? Thứ nhất là bọn chúng là triệt để lợi dụng hạn chế về nhận thức, rồi sự mù mờ về thông tin của bà con, sự khó khăn về kinh tế và thu nhập, nhu cầu muốn tìm việc làm, rồi lấy chồng kết hôn với người nước ngoài. Đấy là để có thu nhập cao, này, lấy chồng giàu có, này, vân vân ấy. Đấy, thì là thậm chí là bọn chúng là ứng tiền trước một số tiền cho gia đình, cho nạn nhân là để mang tính ràng buộc, rồi thì đưa những hình ảnh của chồng tương lai cho xem. Đấy, trên thế, như thế thì nạn nhân sẽ dễ bị mắc bẫy. Thứ hai là bọn chúng sử dụng mạng xã hội là để tiếp cận những học sinh, sinh viên, thiếu nữ mới lớn là với tên giả, địa chỉ, hình ảnh để làm quen và tán tỉnh. Thì giả kết bạn yêu đương, rủ đi chơi, du lịch, ăn uống, mua sắm, vân vân. Rồi trên cơ sở đó là lừa bán, và nhiều vụ nạn nhân là chúng hướng tới là học sinh các trường dân tộc nội trú. Ngoài ra thì các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người nước ngoài tiếp cận làm quen với phụ nữ ở nông thôn, rồi thì vùng miền núi có trình độ văn hóa còn hạn chế, thì có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để dụ dỗ cho người nước ngoài xem mặt, chọn vợ, sau đó tổ chức kết hôn và đưa ra nước ngoài bán làm vợ bất hợp pháp hoặc ép làm gái mại dâm. Thì đáng chú ý là chính những đối tượng là nạn nhân ấy, sau đó là trở về lại tiếp tục là thực hiện hành vi phạm tội, là rủ rê người thân rồi người quen của chính mình để đưa ra nước ngoài bán. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người trong nội địa, lực lượng công an cơ sở phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Chúng tôi nhận thức rất là rõ rằng là các đối tượng thì thường tìm đến những cái trường hợp phụ nữ, trẻ em có những hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và dễ bị tổn thương, thì để lôi kéo, dụ dỗ và lừa biến họ thành nạn nhân của cái tệ nạn mua bán người. Chính vì thế mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái công tác tuyên truyền, vận động để mà phòng ngừa, phòng tránh là hết sức quan trọng. Và trước hết thì chúng tôi đã tập trung xây dựng cái tuyến phòng thủ vững chắc từ mỗi gia đình của hội viên phụ nữ. Trước hết là chúng tôi triển khai cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong đó thì tập trung các tiêu chí như là tiêu chí về không đói nghèo, hoặc là tiêu chí không vi phạm pháp luật, không bạo lực gia đình. Mỗi một gia đình hội viên mà ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh thì chắc chắn rằng sẽ là cái môi trường an toàn nhất để bảo vệ mỗi gia đình, thành viên mỗi gia đình trước cái tệ nạn mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Do nhận thức còn hạn chế, đời sống gặp nhiều khó khăn và nhu cầu tìm việc làm đã khiến một số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái ở vùng cao Bắc Cạn bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền để người dân không bị dụ dỗ, đồng thời tạo việc làm, nâng cao đời sống là một trong những giải pháp được chính quyền địa phương triển khai giúp họ không trở thành món hàng của tội phạm mua bán người. Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Cảnh Mai và Lê Đức Phong, cùng chú ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Lê Cảnh Mai. Bị can Lê Cảnh Mai đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Lê Cảnh Mai đã bị UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đức Phong và Mai Quốc Hội về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Thưa quý vị, với quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông,
Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai tháng cao điểm xử lý thanh thiếu niên càn quấy, vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy và trấn áp các loại tội phạm. Kế hoạch đợt này, Công an thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng tham gia như tổ đặc biệt 1311, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an các phường xã và lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường cho Công an thành phố Huế. Các lực lượng vừa mật phục, vừa công khai để làm nhiệm vụ, được trang bị máy đo nồng độ cồn, dụng cụ test ma túy, camera giám sát và nhiều công cụ hỗ trợ chuyên phục vụ công tác phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ và trấn áp mạnh các loại tội phạm. Thời gian triển khai lực lượng từ 19 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Tháng cao điểm ra quân bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2024 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024. Chỉ trong 3 ngày đầu ra quân, Công an thành phố Huế đã lập biên bản 288 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 131 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 135 xe mô tô.